Rồi, giao lưu anh em một tác phẩm mai rừng hàng quá nha anh em, co lắc bầu dinh đó, cái này hai chi nha anh em nha. Đó, phần bầu dễ bên đây dễ nhiều nha anh em, em có bay trên núi rồi hết rồi, xuống đây là tỉ ra cái bên mặt bên đây là nó tỉ vàng dễ cám nhiều lắm, là dễ nhiều lắm. Quá trời luôn, bên đây là cái chân này nằm vài bầu nha anh em nha, bảo sẽ vừa cho lắm. Ở dưới đây trong đây dễ quá trời dễ luôn, anh em coi nè, chỉ xuống nè. Dễ đây nữa nè, qua nữa nè, ở trên đây nè, đây nó như gì cục đá chỗ đây luôn nha, ôm cứng luôn nha anh em. Ừ, cây ở vài bự lắm nha anh em nha, đây cục đá. Ừ, bể nó nè, qua nè đá. Ờ, dưới đây nó có cái miếng cháy rừng hồi xưa nha anh em, là nó khô chỗ đây có xíu đây à, qua tới đây đó. Ừ, còn phần đầu là đặt hết nha, đầu nè. Ừ, cây hoài nhìn đẹp anh em à, đã một tác phẩm á, anh quá lùng lực qua dòng nó đo thước luôn, rồi vào thước cho anh em ta coi. Ok, cao 77, cao 77 nha anh em, bình là 47, bình trong luôn, bình trong đây là 55. Rồi đâu anh bú cái luôn, mình bú bựa. Mình bú bựa là 70. Bú bựa 70 anh em. Nè. Ngang là 66. Rồi ok. Đó bay từ đầu ra tới đít luôn. Bay ra là 58. Rồi ok. Cái này hàng đẹp anh em à. Bầu dễ là ok nha anh em nha, bầu dễ nhiều lắm. Em quay trên núi rồi đã dễ nhiều. Hay chi.